Kính chào quý vị và các bạn. Năm mới tôi cũng chúc quý vị và các bạn một năm mới hạnh phúc, bình an và nhiều sức khỏe. Hôm nay kể chuyện nghề cho các bạn nghe nhé. Tôi sống trong một cái khu xóm là xóm đạo, và tôi cũng sống trong một cái hàng xóm láng giềng. Và mình là luật sư mà, mình có cái đạo đức nghề nghiệp. Trước khi kể cái câu chuyện của tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện khách hàng dân ta phải biết luật ta. Tôi kể cho ông gọi đến tôi, nói chuyện nhiều lắm, nói chuyện cả 30 phút. Và sau khi tôi hỏi một cái câu chuyện là anh ơi, anh có thể cho tôi biết anh là ai? Thì ông bảo rằng là không, tôi không nói được đâu, với lý do ABCD gì đó. Hỏi thật quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có bực không? Bực chứ. Và sau này thì rút kinh nghiệm. Các bạn nhớ nhé, khi các bạn gọi đến chương trình Dân ta phải biết luật ta, câu đầu tiên các bạn phải giới thiệu tên các bạn. Tôi có thể giấu cũng được, không sao cả. Thứ hai là cái huyện hoặc cái quận của một tỉnh. Để chi? Để luật sư lưu vào. Anna ở quận Đống Đa, Hà Nội, Dân ta. Anh B ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh C ở quận 9, Dân ta. Thì sau cái việc đó thì cái lượt cảm xúc của tôi xuống, và tôi quyết định là tôi giờ đâu có biết làm như thế nào mà lưu số ông. Các bạn ạ, làm như thế nào mà lưu số ông? Mà các bạn biết không, luật sư mà phải có cái nhiệt huyết. Nó có những lúc mà cái nghề của tôi nó không cần tiền, mà mình theo cái gọi là cái gì, cái máu hiệp sĩ ở trong người á, cứ tư vấn mà tư vấn. Và sau này thì ông có viết cho tôi một cái đoạn dài, tôi là một cái người mà đã tư vấn luật sư. Thì tôi nghĩ bụng, tôi bảo rằng là ngộ quá, có cái tên. Ông có thể là nói là tên ông thứ 6, ông thứ 5 hay ông thứ 12, tôi không quan trọng, tại vì tôi đâu có kiểm tra hồ sơ quý vị đâu. Quý vị gọi đến để quý vị cần tư vấn mà, đúng không? Trở lại cái câu chuyện thì những ngày đầu tôi vừa mới làm cái nghề luật sư, thì gia đình mà thường thì má thấy người hàng xóm láng giềng lại, má hỏi Thu, ông đó ông tới làm gì ạ? Cái tôi bảo dạ có một chuyện, nhưng mà ban đầu thì cũng chưa nói. Rồi qua vài năm sau thì tôi cũng có nói với má ơi, cái câu chuyện của con á là một cái câu chuyện ngoài cái việc con là một công dân, thì con có cái đạo đức nghề nghiệp, cho nên có những cái câu chuyện con cũng không có thể nói được cho ai nghe hết. Thế là mấy lần sau nữa thì cũng có người khác hỏi Thu, má bảo Thu, bà B bà lại làm gì vậy? Thì Thu cười, Thu bảo chứ dạ, rồi để cho tí nữa con sẽ nói chuyện. Bà lại bà nhờ con làm việc nọ việc kia, nói trớ đi. Và cuối cùng thì sau vài lần má hỏi thì cũng quyết định nói má ơi, đây là cái nghề của con, mà cái nghề của con là cái nghề con cũng phải bí mật nghề nghiệp. Nói cái có bữa má về má nói Thu, cái chuyện của ông A và bà B á xong rồi Thu, hàng xóm á xong rồi á. Cái tôi cười quý vị, tôi bảo là con làm á cũng cảm thấy vui, nhưng mà cũng cảm thấy khi mà tư vấn cho những người xa lạ thì nó lại có những cái hay, nhưng mà tư vấn cho người quen cũng cảm thấy là nó cũng phải có một cái sự dè chừng nhất định. Chuyện tôi kể cho quý vị và các bạn nghe tôi thì dễ rồi. Tôi thì sau nhiều lần tư vấn
thì tôi cũng biết, ví dụ như tôi đã chọn hàng xóm là ông A và bà B mâu thuẫn với nhau, thì tôi quyết định tôi chọn A thì tôi không có nói chuyện với B. Ông xã về bảo cái hàng xóm láng giềng hỏi chứ Cương mày biết cái vụ của ông A bà B không? Thì ông xã bảo chứ thì đi kiếm bà A mà hỏi. Hay không quý vị và các bạn? Và sau này thì tôi cũng nữ mà, tôi cũng không dám nói theo kiểu đó. Tuy nhiên rằng là tôi cũng vẫn nói, nếu như trong trường hợp mà cái gọi là gì ta, cái sự tình làng nghĩa xóm đó họ hỏi, thì tôi lại nói như thế này: chị ơi, tôi là luật sư, mà luật sư trong cái vai trò của người A thì tôi cũng có cái bảo mật, tôi cũng không có nói cái chuyện này như là một cái chuyện gọi là lúc trại dư tủ hậu được, mong chị thông cảm. Tôi thì tôi vẫn nói thẳng với họ như vậy, vì đó là cái nghề của mình. Các bạn thấy không, có những cái cung bậc rất là vui, cung tuy nhiên cũng có những cái cung bậc rất là khó xử. Nói về cái bí mật của khách hàng đem đến cho văn phòng, thì các bạn thấy không, trong hàng loạt những cái video tôi đem đến cho quý vị và các bạn, tôi chỉ nói cho quý vị và các bạn ông A và bà B, ông C và bà D, tôi không nói đích danh hài tánh ai ở Vũng Tàu, ai ở Tây Ninh, ai ở Cao Bằng, ai ở Lạng Sơn cả. Và thông thường thì tôi vẫn không có đưa ra những cái con số chi tiết. Ví dụ như các bạn đưa cho tôi một cái thông tin là ba mất năm 2000, thì tôi sẽ mã hóa và tôi sẽ nói năm 99. Và nếu cái quyền sử dụng đất nó là 1000 mét thì tôi sẽ nói nó còn 500 mét thôi. Và nếu như trong hợp hợp giá trị tài sản nó là 200 triệu thì tôi chỉ nói là 50 triệu. Các bạn biết không, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta muốn đem một cái sự gửi gắm cái giá trị đến cho quý vị và các bạn. Một cái câu chuyện mà nếu trong trường hợp quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta tin ý, thì quý vị sẽ thấy được luật sư Thu tư vấn hôm nay là hồ sơ nhà mình nè. Tại vì đó là cái đạo đức nghề nghiệp. Tôi sẽ không nói, nhưng tôi chỉ bàn về nội dung và tôi đưa ra tình huống pháp lý và giải quyết cái tình huống pháp lý đó như thế đó cho những anh chị em, những bạn bè, những cái khách hàng, những người xem trên YouTube biết rằng kỹ năng giải quyết của một vấn đề nó là như vậy. Nhà mình đang vướng vắc tới một cái vụ thừa kế nè. Bây giờ luật sư đưa ra một cái tình trạng gọi là gia đình có 4 anh chị em nè, nhà mình có 5 anh chị em, thì cách chia nó vẫn vậy. Hàng thừa kế thứ nhất là cha mẹ vợ chồng con nè. Vậy thì khi luật sư nói về cái cha mẹ vợ chồng con thì mình xem lại coi nhà mình có ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội còn hay không, nó sẽ xác định hàng thừa kế thứ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa, cái bí mật nghề nghiệp đã được bật mí cho quý vị và các bạn. Hy vọng rằng tôi sẽ song hành với quý vị và các bạn trong tiếp tục trong năm 2019. Một lần nữa xin nhắc lại với quý anh chị em, những người nào có những cái điều kiện kinh tế khó khăn thì chúng ta sẽ chọn cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ. Còn những người nào có điều kiện hơn một chút xíu thì chúng ta nên chọn một cái gói có phí để luật sư có những cái nguồn thu và luật sư làm những cái công tác thiện nguyện cho những chị anh chị em vùng sâu vùng xa, những người có điều kiện khó khăn hơn. Cũng qua số điện thoại là 0903 392 861, quý vị và các bạn nhớ nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Một năm mới chúc quý vị và các bạn sự bình an, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin trân trọng cảm ơn.